Hey, lại là Liên đây, chia sẻ một món bánh rất quen thuộc, đó là món bánh củ cải thơm ngon dễ làm. Cùng vào bếp làm với Liên nhé. Liên chào các bạn, hôm nay Liên chia sẻ cách làm bánh củ cải. Ở đây Liên có một củ cải cân trọng lượng là 610 gram, củ cà rốt 150 gram, rồi một ít tôm khô rửa sạch và ngâm, nấm một dĩ, 200 gram thịt nạc xay nhé. Rồi bột gạo, mình dùng loại bột gạo của Thái ha, tại là đi lạp xưởng. Dầu mỡ nhiều quá Liên đã luộc rồi, luộc sơ qua để da lạp xưởng không có hôi nhé. Bắt đầu làm nhé. Để vô đây. Nè, mình làm luôn cái này. Các bạn dắt nước sạch nha. Đó. Thấy không? Dắt cái nước này không cần bỏ muối rồi, ướp muối rồi đó các bạn ha. Tự vì nhiều người không thích thì mình bóp nước ra thôi ha. Còn Liên làm á, nhiều lúc Liên cũng lấy cái nước luôn, nó ngọt lắm. Cha vô sủi vô đi. Đó, bóp nó ra nước ha. Cách chia sẻ của Liên á dễ biết lắm. Còn á, nếu mà các bạn cân gram thì các bạn lấy cân cân nước ha. Nhưng mà Liên chia sẻ cách làm dễ dàng, luồn vô đây ha. Cái này khoảng 4 cup hơn thôi ha. Nè, 1 cup. 2 cup. 3 cup. 4 cup. Ok, 4 cấp rưỡi các bạn. Phải luồn chín cấp nước nhé. Cái này nước lọc. Rồi, bây giờ Liên sẽ cho 1 cấp. 2 cấp. 3 cấp. 4 cấp. 5 cấp. 6 cấp. 7 cấp. Đây, 1 cấp nước tôm khô bỏ vô đây. Nhá. 8 cup. Rồi thì mình để 8 cup nước trước nha các bạn. Mình xào cái củ cải nó có nước ha. Mình để 8 cup trước nhé. Liên sẽ cho một tí xíu muối. Xíu à ha. Và Liên cũng cho một muỗng đường. Một muỗng bột gà nem em ha. Lát mình sẽ chế dầu. Bây giờ Liên sẽ quậy để đây. Rồi. Mình sẽ cho bột nghỉ một chút xíu. Đó, một dĩ mình xắt sợi sợi đi ha. Đó, mình xắt sợi sợi gì. Dầu tỏi ha, Liên xắt sẵn bỏ đây á. Một muỗng nè. Hai muỗng nè. Ba muỗng. Liên sẽ bỏ thịt vô xào. Bỏ cái này vô xào, còn cái này để xào vô trên mặt ha. Liên sẽ múc lên một tí để làm nhân trên mặt. Ok, Liên bỏ vô này vô hết. Một muỗng đường và một muỗng bột nêm. Ở bột này mình đã bỏ gia vị rồi, mình không cần bỏ gia vị nhiều quá ở đây ha. Gắt một chút xíu tiêu lên. Như vậy là được rồi. Rồi mình nhắc cái này lên, mình bỏ 3 muỗng dầu ở dưới đây ha. Bỏ thêm một lon nước vô, hồi nãy Liên có bỏ 8 cup à, bây giờ thêm một cup nữa là 9 cup nước nha các bạn. Tại vì củ cải Liên hồi nãy Liên định bỏ nước vô á, nhưng mà Liên không có bỏ nước vô. Nên bây giờ Liên sẽ thêm một cup ha. Tổng cộng là 9 cup nước nha các bạn. Bây giờ nó nặng tay rồi, mình có thể tắt lửa nha. Rồi mình bỏ cái này vô luôn nhé. Nó đầy hết. Là mình tắt lửa, mình quậy cho nó đều ha. Đó. Rồi.
không được. Quậy cho đặt lại cái mấy cái chén này, mình quét dầu vô ha. Dầu tỏi nè, Liên xả sắc lát, nên bỏ dầu vô ngâm á, và nó thơm lắm các bạn ha. Bỏ một cái chén mình để nửa muỗng vô rồi ha, mình để đây, Liên bỏ vô đây nhá. Đó, khỏi cái múc đầy bát mình còn để nhân để đồ lên nữa ha. Ok, sẽ bỏ cái này dưới đây, sẽ bỏ viên đây. Ok, Liên sẽ đậy lại hấp cho 20 phút nha các bạn, vì sập phanh chung. Ok, wow, được rồi đó nha. Bỏ cái cây đũa vô coi coi nó có dính không ha. Nè, không dính gì hết trơn là nó chín rồi các bạn ha. Đó. Ok, mấy cái nước này không sao đâu, ngày mai nó khô trở lại. Rồi, cái nguội ha. Còn đây cũng có một mâm nữa nè, để coi coi nó chín chưa nha. Wow, thơm quá trời thơm luôn ha. Cái này nửa tiếng rồi. À, cũng được rồi. Đây là cà rốt với loại củ cải, tôm khô, mục nhĩ mình sắc nhuyễn nhuyễn luôn. Rồi, lạp xưởng cũng sắc khoanh tròn. Thịt xay này mình chừa lại một miếng nè nhá. Bây giờ mình bắt lên mình xào nha. Dầu tỏi này nó thơm nhanh lắm, cắt sẵn bỏ vô ngâm dầu á. Rồi Liên sẽ xào tôm khô trước ha, tại vì nó tanh nó các bạn, mình sẽ xào nó trước nha. Thơm vừa tỏi chút ha, mình bỏ thịt vô luôn. Liên xào Liên vớt lên một miếng á, bây giờ xào luôn ha. Mục dĩ, cà rốt, củ cải bỏ vô hết. Tưởng mình đã trụng sơ qua rồi các bạn ha. Thêm nếm gia vị, tí xíu muối ha. Đường, bột nêm nè. Rồi, ướp mắm cho một muỗng luôn. Lạp xưởng nó phát tắc tắc tắc, nó nổ. Thảo nhân mình đừng có bỏ nước nha các bạn, bỏ nước rồi nó ướt á. Tiêu đen cho một chút xíu vào. Ăn nhiều ăn ít tùy mình bỏ nha. Liên quậy một chút cho nó thơm thôi. Ok, được rồi các bạn nhé. Liên sẽ bốc vào đây nhé. Bây giờ Liên sẽ sắc một chút xíu hành ngò ha. Mình không có để hành, để hành nó mau bị vàng lắm. Sắc miếng ngò này bỏ lên. Đó. Mình sẽ cắt miếng hành phi lên nhé. Wow, ngon quá. Liên sẽ gắt một ít đậu phộng lên. Đấy. Xin mời cả nhà cùng ăn với mình nhé. Liên chan miếng nước mắm ớt vô ha. Đó. Đấy. Liên sẽ cắt thêm miếng dưa chuột cho ăn. Ngon thấy. Dưa chuột mình rửa sạch rồi. Đó. Wow, ngon quá trời luôn ha. Có đồ chua bỏ đồ chua vô ăn thêm. Rồi, xin mời cả nhà. Khán tài ca. Xin mời nhé. Bỏ thêm miếng lạp xưởng vô. Chán tài cá. Bánh củ cải thơm ngon mềm dẻo. Ngon. Để Liên dắt thêm đậu phộng. Đó. Liên dắt nhiều nhiều vô. Trời ngon quá trời luôn, có nước mắm đây. Bỏ thêm miếng gừng vô nha. Ngon quá các bạn ơi. Làm thử như vậy coi. Liên hay làm một dĩ đây củ cải Liên bằm nhỏ nhỏ bỏ vô. Nhưng mà hôm nay Liên sắc sợ. Liên làm miếng bằm mày.
Ngon lắm các bạn ha. Ngon. Mình làm như vậy á các bạn, mấy cái củ cải á mình bào xong mình vắt nước ha, mình vắt nó sạch, mình không có cần bỏ muối rồi bỏ đường rồi ướp và vắt nước ha, mình vắt vậy á không có đắng, cái gì cũng có hết trơn á. Tự vì nhà Liên á thường xuyên cũng ăn củ cải nhưng mà mình không có vắt nước, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cách nấu á, Liên lại vắt nước củ cải. Các bạn không muốn vắt nước á thì xào như vậy nó cũng được. Có nhiều trẻ em nhỏ á, nhiều lúc họ không thích cái gia vị mà có ngọt ngọt nhẫn nhẫn ha. Rồi nếu mà các bạn không vắt nước ra á thì các bạn làm bánh bột á thì các bạn bỏ ít lại một cắp nước nha. Còn Liên thì vắt nước ra hết trơn, nó cái gừng nó khô á nên Liên để đủ là 9 cắp nước tổng cộng ha. Ok, Liên đã thử rồi, ngon mà không có nhão mà không có khô nhé. Với lại cái bánh á, khi nào các bạn hấp á không cần mà lấy giấy bạc đồ che đâu nha. Khi nào nó ướt á các bạn đem ra, các bạn đổ cái nước cái ra. Nó cái nước ở trên mặt cái nó không có thấm vô cái bột đâu, tự vì cái bột á Liên đã làm nó chín 70% rồi. Cái nước ở trên nó không có vô đâu ha. Để qua một ngày nó khô queo ở trên cái mặt à ha. Ok. Liên cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi video. Mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nhé. Thank you. Bye bye.